Chào các bạn nhá, mình là Michael. Thì lâu rồi mình cũng làm video ấy. Cách đây chắc có khoảng 1 2 năm rồi, 1 năm rồi, chắc đấy. Thì hiện tại bây giờ mình quay về mình lại làm những video về giao dịch để chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm thực tế mình giao dịch như nào. Ngày trước thì mình chia sẻ những cái cách giao dịch, mấy hệ thống giao dịch, phương pháp giao dịch về cái bẫy giá trong vàng ấy. Thì sau một thời gian ấy, mình tìm hiểu thì mình thấy cái phương pháp là mình giao dịch phù hợp với mình ấy, là mình sẽ giao dịch theo xu hướng. Chứ trước đây là mình giao dịch là theo đảo chiều ấy. Có lẽ là mình sẽ tìm những cái điểm đảo chiều, sau đó mình ví dụ giá đang tăng thì mình sẽ tìm những cái điểm đảo chiều có bẫy giá, sau đó mình bán xuống. Thì đấy là cách giao dịch trước đây, cách đây khoảng tầm vài năm của mình. Thì sau một khoảng thời gian ấy, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu và mình áp dụng cái tư duy giao dịch theo xu hướng ấy, thì mình thấy nó phù hợp với mình hơn. Thì mỗi người đều có một cái tư duy, một cách giao dịch khác nhau ấy, phương pháp giao dịch. Thì đối với mình đây là hiện tại thì mình đã đang áp dụng cái phương pháp giao dịch theo xu hướng, kể cả khi mà mình giao dịch tài sản quỹ hay là giao dịch tài khoản cá nhân thì mình đều giao dịch theo xu hướng. Thì mình sẽ làm những video ấy chia sẻ về cách giao dịch mình giao dịch theo xu hướng như thế nào. Đấy. Tại vì nhiều bạn cũng giao dịch vàng rồi, thì mình thấy là vàng là một cái loại tài sản là mình nhiều người giao dịch ấy. Mình cũng muốn làm video để chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm giao dịch vàng của mình. Thì để giao dịch theo xu hướng ấy thì các bạn phải hiểu là nó có nguyên tắc giao dịch theo xu hướng. Một khi mà bạn đã lựa chọn được cái tư duy và cái hệ thống giao dịch theo xu hướng ấy mà bạn theo ấy, thì bạn phải hiểu cái nguyên lý của nó là: thứ nhất là xu hướng, thì ví dụ xu hướng tăng đi, trong một xu hướng tăng thì mình chỉ có mua thôi, có những lệnh mua thôi, lệnh buy thôi. Vậy nói ngắn gọn là trong xu hướng tăng thì chỉ có mua, tìm những cái điểm để mình mua. Ngược lại thì trong xu hướng giảm thì mình sẽ tìm những cái điểm để mình bán, tại vì mình giao dịch thuận theo xu hướng mà, cái tư duy theo xu hướng như thế. Thì dựa vào cái nguyên lý đấy thì mình sẽ giao dịch theo xu hướng như nào. Thì đơn giản thôi, các bạn cứ nghĩ đơn giản là xu hướng tăng thì mình mua, chỉ tìm những điểm để mua. Xu hướng giảm thì mình sẽ bán, và những cái điểm để mua như thì sẽ như thế nào. Trong xu hướng tăng ấy thì mình sẽ tìm những cái điểm, những cái giao dịch theo cái hình thức là tiếp diễn xu hướng, cái chơi chơi theo kiểu tiếp diễn xu hướng ấy. Ví dụ đang tăng đi thì mình sẽ tìm vào cái nhịp mà nó tiếp tục tăng để mình mua theo xu hướng đấy, và mình nắm bắt được cái động lượng của cái xu hướng đấy, mình sẽ tận dụng cái động lượng, cái momentum của cái xu hướng đấy để mình kiếm lợi nhuận. Đây là phương pháp scalp nhé, trong khung thời gian là 5 phút đối với cả vàng, loại tài sản là vàng. Đầu tiên bạn hiểu nguyên lý đã, là xu hướng tăng chỉ có mua và tìm những cái điểm tiếp diễn xu hướng tăng để mua, xu hướng giảm thì sẽ chỉ có bán và tìm những cái điểm mà tiếp diễn cái xu hướng giảm để mình vào mình bán. Đấy là nguyên lý quan trọng nhất và phải hiểu cái nguyên lý này, chứ không chứ giao dịch theo cái theo xu hướng là mình sẽ không bao giờ là đi ngược lại xu hướng. Đã là giao dịch xuôi xuôi theo xu hướng ấy, follow trend ấy, trend following, thì mình sẽ không bao giờ là tìm những cái điểm đảo chiều. Ví dụ như kiểu đang tăng đi thì mình sẽ không tìm những cái điểm để mình bán xuống, đúng không? Hoặc là đang giảm, xu hướng đang giảm thì mình sẽ không tìm những điểm để mình mua mua lên. Đấy là theo, nếu mà gọi cách nôm na đấy là cái kiểu bắt bắt đỉnh bắt đáy ấy. Ví dụ đang tăng đi, thấy nó tăng mạnh quá đúng không? Thì những tâm bình thường ấy thì rất nhiều người là sẽ tìm những điểm để bán xuống, để đặt cược vào cái vị trí đấy thì giá nó sẽ đảo chiều giảm xuống ấy.
trong xu hướng giảm thì nhiều người thấy giá nó giảm rồi, họ sẽ chờ, họ sẽ đợi, họ chờ, họ sẽ tìm những cái điểm để họ mua lên. Thì đấy nó một là một cái trường phái giao dịch, nhưng mà cách giao dịch theo xu hướng thì nó không, nó trái ngược hoàn toàn là như vậy, mà chỉ là chờ có một cái xu hướng là xu hướng tăng, sau đó cho cái hướng xu hướng tăng đấy hình thành, sau đó tìm những cái điểm mà sẽ vào mua theo xu hướng tăng ngược lại, thì đấy là đối với cái bán đấy, đơn giản nguyên lý là như vậy. Thì cách giao dịch như này thì nó sẽ có ưu điểm gì, có lợi thế gì so với cách là giao dịch theo ngược xu hướng hay counter trend hay giao dịch bắt đỉnh bắt đáy ấy. Giao dịch bắt đỉnh bắt đáy ấy, thì mình gì mình sẽ phải đặt cái những cái đặt cược vào một cái trong tương lai, đúng không? Các bạn nhìn xem, nếu mà mình bắt đỉnh đi, ví dụ giá nó tăng đến cái vùng này và mình nhận định đây là vùng đỉnh rồi, đúng không? Thì đấy điều đấy nó xảy ra, nó xảy ra trong trong tương lai, đúng không? Mình sẽ đặt cược vào tương lai. Cái đấy tương lai thì mình sẽ không biết được là nó xảy ra như nào, nó có đúng như vậy không, đúng không? Mình không biết được. Đấy là mình đang đặt cược vào tương lai. Nếu mà bạn giao dịch theo tư duy là đi ngược lại xu hướng á, hoặc là bắt đỉnh bắt đáy, thì đấy là mình đang đặt cược vào tương lai. Tương lai thì mình không biết rõ được. Cái lợi thế của giao dịch theo xu hướng đó là mình sẽ đặt cược ở hiện tại, mình đã có một cái cơ sở gì đấy rồi. Ví dụ có một xu hướng tăng rồi, bây giờ mình sẽ nhìn thấy là mình đã phải nhận ra là giá hiện tại đang tăng và mình sẽ chờ cái thời điểm để mình tiếp tục mình mua lên, mình tiếp tục mình sẽ mua lên và mình đặt cược vào hiện tại. Hiện tại là giá nó sẽ tiếp tục tăng, nếu cái điều đấy đúng thì mình sẽ có lợi nhuận, còn nếu nó sai thì mình cắt lỗ thôi. Thì cái giao dịch theo xu hướng thì nó sẽ đặt cái tâm trí của mình ấy vào hiện tại, chứ nó không phải là đặt tâm trí của mình vào những cái phỏng đoán trong tương lai. Ví dụ trong phỏng đoán trong tương lai nghĩa là mình sẽ nghĩ đây là đỉnh, nghĩ đây là đáy, đúng không? Nhưng nhiều khi nó sẽ không phải là đỉnh hay là đáy thì mình sẽ sai, và mình sẽ bị rơi vào những cái bẫy ấy, bẫy bẫy đỉnh bẫy đáy. Ví dụ giá nó tăng một đoạn sau nó giảm xuống thì nhiều người nghĩ đây là đỉnh rồi, vào đây là sell, nhưng sau đó là giá tiếp tục nó lại tăng lên thì mình bị thua một lần, đúng không? Rồi tiếp tục nghĩ sau khi mà có những cái nên giảm này, đây là đỉnh rồi, đúng không? Đấy, bay vào đây sell, nhưng mà những cây tiếp theo ấy nó chỉ giảm một hai cây thôi, những cây tiếp theo nó lại tăng ngược lại, thì đây không phải là đỉnh rồi, thì mình lại sai lần hai, đúng không? Có thể lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ năm, rất nhiều lần sai thì mới có lần đúng. Thì nó làm cái tỷ lệ mà thắng mà khi mà giao dịch theo bắt đỉnh bắt đáy ấy, mà bị cuốn theo cái thị trường ấy, thị trường nó làm thôi miên mình ấy, mình không thể tỉnh táo, nên là giao dịch bắt đỉnh bắt đáy thì nó sẽ có những cái hạn chế như vậy, và mình thấy bản thân mình không phù hợp với cái cách giao dịch như vậy, nên mình đã chuyển sang là giao dịch theo xu hướng. Thì làm cách nào giao dịch theo xu hướng? Đầu tiên mình hiểu nguyên lý của nó nhé. Giá xu hướng tăng chỉ có mua, xu hướng giảm chỉ có bán. Đấy là điều đầu tiên. Thứ hai là mình cần phải có công cụ, đúng không? Có thể chỉ báo này, hoặc là mình xác định là đỉnh đáy. Đây là mình đang dùng một loại chỉ báo này. Còn nếu mà không ấy, không dùng chỉ báo ấy, thì các bạn phải biết là xác định là vùng nào là vùng đỉnh đáy hiện tại. Mình mở cái chart ra. Sau đó mình sẽ vẽ. Đấy. Các bạn vào để xác định là đâu là đỉnh và đáy hiện tại. Đáy thì mình thấy màu xanh này, mình vẽ một cái hình chữ nhật này. Đây đáy đây. Nếu mà đáy đáy sau ấy cao hơn đáy trước, nó là đang là xu hướng tăng. Đây, đáy sau cao hơn đáy trước tăng, đúng không? Tăng này thì chỉ có mua thôi. Tăng thì chờ những cái điểm để nó mình mua. Đấy. Đầu tiên là xác định xu hướng. Thì xác định xu hướng thì sẽ có những cách truyền thống nó